6. Các bạn cần hành động ngay để thành công. Mỗi người đều có những quan niệm khác nhau về thành công. Nó có thể là việc bạn đạt được thành tích học tập cao hay tạo ra một cuộc sống cân bằng tốt hơn, hoặc là cải thiện mối quan hệ hay học hỏi những kỹ năng mới. Thành công không thể đến một chốc một lát. Bạn nên thực hiện những điều nhỏ để tạo nên những thay đổi lớn trong đời, bao gồm cả việc thay đổi một số điều trong thói quen hàng ngày, sắp xếp thời gian cho bản thân. Dưới đây là một vài gợi ý nhỏ bạn nên làm để tạo nên sức mạnh trong việc thay đổi bản thân để thành công. Video được thực hiện bởi samkt.com. 1. Đặt mục tiêu tuần và mục tiêu tháng. Việc đặt mục tiêu thường xuyên sẽ giúp bạn tránh được sự uể oải trong sự nghiệp cũng như đời sống riêng. Cách tốt nhất để luôn nhớ đến những mục tiêu là bạn nên viết chúng ra trên bảng, trong điện thoại, máy tính bảng, lịch, giấy dán, bất cứ nơi nào mà bạn có thể nhìn thấy chúng thường xuyên. Bằng cách đó bạn có thể tự nhắc nhở và động viên mình thực hiện mục tiêu một cách tốt nhất. 2. Không bao giờ ngừng học hỏi. Cho dù đó là tham gia một lớp nhiếp ảnh để tìm ra cách để sử dụng máy ảnh ưa thích của bạn hoặc đi học trở lại để thúc đẩy sự nghiệp của bạn, bạn sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu để học hỏi những điều mới. Bất kể bạn đang ở đâu trong cuộc sống, nếu ý tưởng ngồi trong một lớp học một lần nữa mang đến cho bạn lo lắng, tuy nhiên, bạn có thể muốn xem xét một cách tiếp cận mới đối với giáo dục tiên tiến như giáo dục từ xa hoặc các hình thức hiện đại khác. 3. Thay đổi cách giao tiếp. Một cách đơn giản để tăng cường kết nối chuyên nghiệp của bạn bằng cách tiếp cận những người mà bạn đã biết. Có thể đó là một đồng nghiệp cũ, bạn đã không nói chuyện với họ trong một năm, hoặc ai đó bạn gặp nhau tại một hội thảo, hội nghị, chuyến công tác. Hàng tháng cam kết liên lạc với ít nhất một người mà bạn chưa từng thấy trong 6 tháng qua. Ai biết được, một tách cà phê với một người quen trong quá khứ có thể dẫn đến một dẫn công việc tuyệt vời. 4. Dành thời gian cho chính mình mỗi ngày. Một ngày làm việc liên tục với nhiều công việc khác nhau xử lý thông tin và các tình huống quan trọng khác có thể khiến bạn căng thẳng. Điều quan trọng là dừng lại, hít một hơi thật và có một thời gian chỉ cho chính mình. Thiết lập thông báo lịch hoặc ngăn chặn bận rộn thời gian trong lịch hàng ngày của bạn mà làm cho bạn không có sẵn cho những người khác. Trong thời gian này, bạn có thể đi ra ngoài cho một bữa ăn trưa, đi bộ, làm việc trên một dự án phụ, hoặc thậm chí đọc một cuốn sách, bất cứ điều gì, hãy chắc chắn để sử dụng thời gian này để nạp lại năng lượng. 5. Mở rộng tầm nhìn của bạn. Hãy cố gắng thoát khỏi vùng an toàn với những thói quen nhàm chán của bản thân bằng cách tìm kiếm những hoạt động tươi mới và đầy đam mê. Có thể là hoạt động tình nguyện, từ thiện, học một ngoại ngữ mới, tham gia một môn thể thao mới. Chọn một điều mà bạn đã luôn luôn muốn làm, hoặc một cái gì đó mà bạn thích khi bạn là một đứa trẻ và không bao giờ theo đuổi. Sau đó bắt đầu nghiên cứu cách bạn có thể làm cho nó xảy ra. Bằng cách mở lòng ra với những kinh nghiệm khác nhau, bạn sẽ thoát khỏi ràng buộc và học những điều mới mẻ về bản thân. 6. Thay đổi môi trường. Hãy nghĩ về những lựa chọn có thể khiến bạn thay đổi môi trường sống, cho dù cả việc chuyển đến một nơi ở mới, cải tiến bản thân hoặc xin làm một công việc khác có nhiều thử thách hơn, hoặc cả việc gửi con cho người thân rồi trốn đến nơi nào đó để nghỉ ngơi hoặc có thể tham gia một khóa học tu tập lại bản thân. Bạn sẽ ngạc nhiên vì những thay đổi này có thể thay đổi cách nhìn về cuộc sống của bạn như thế nào. Video được thực hiện bởi samkt.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.